Chào mừng các bạn trở lại với kênh lọc nước Aqualife. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái bút đo pH. Trên tay tôi đây là bút đo pH dùng để đo cái chỉ tiêu pH trong nước. Cách sử dụng cái bút này như ra sao? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cái bút này hiện tại là còn trong hộp. Đó, chúng ta khui hộp ra. Cái bút đo pH. Và đi kèm với bút đo pH có hai gói đó, dung dịch dùng để hiệu chỉnh pH của bút. Cái này chúng ta sử dụng khi mà cái pH trong nước không còn chính xác nữa thì chúng ta cần hiệu chỉnh lại. Và để hiệu chỉnh được thì phải có cái vít này chúng ta mới hiệu chỉnh được. Và một cái sách kèm theo hướng dẫn sử dụng. Cái này khi nào các bạn mua về các bạn có thể đọc thêm và tham khảo thêm. Cái chỉ tiêu pH trong nước rất quan trọng. Nếu chúng ta không kiểm tra được pH trong nước thì pH thấp hay cao nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng nguồn nước. Chúng ta có thể dùng cái bút này để đo pH của nước nuôi cá, nước nuôi trồng thủy sản hay là nước đóng chai, nước ăn uống chẳng hạn. Và những cái máy lọc nước để kiểm tra được chất lượng trước và sau khi sau máy lọc nước cũng rất là quan trọng. Để trước khi đo chúng ta cần mở cái nắp ra. Đây là cái đầu dò. Đầu dò sau một thời gian sử dụng chúng ta cần rửa cái đầu dò này và lau khô. Thì chúng ta rửa bằng nước sạch hoặc nước cất. Nước cất là tốt nhất. Nếu không có nước cất thì chúng ta dùng nước sạch. Và bây giờ chúng ta thử đo cái chất lượng nước của cái nước đóng chai này. Đó, chúng ta đổi. Chúng ta đổ vào ly để lấy mẫu đo. Tôi lấy khoảng nửa chai thôi. Và bây giờ trước khi đo chúng ta mở nút nguồn lên. Đây là nút nguồn của cây bút. Khi mà số nó nhảy, đương nhiên là số nhảy rồi, tại vì chúng ta chưa cắm vào. Và chúng ta cũng lưu ý nên lấy mẫu ngập cái đầu dò của bút đo. Đó, và chúng ta chờ khoảng từ 3 tới 5 phút. Khi pH ổn định thì con số nó sẽ không nhảy nữa. Thì lúc đó là kết quả là chính xác nhất. Bây giờ số nó vẫn đang nhảy. Thì chúng ta đợi cho tới khi pH không nhảy nữa. Và hai cái gói đo này thường thì chúng ta cũng ít khi sử dụng. Tại vì khi mua về là bút đã được nhà sản xuất hiệu chỉnh về cái mức ổn định và độ chính xác nhất định rồi. Chúng ta chỉ sử dụng cái gói này khi mà độ pH trong nước nó không còn chính xác nữa. Đó, bây giờ chúng ta xem. Và như vậy là cái pH của cái nước này là 7.3. Đó, con số đã dừng lại ở mức 7.3. Thì sau khi sử dụng xong chúng ta cần rửa cái đầu dò này và đậy nắp lại. Bây giờ tôi hướng dẫn cho các bạn cách hiệu chỉnh cái bút đo này luôn. Thì trên cái gói dung dịch nó có để là sử dụng cho 250ml. Đối với cái gói dung dịch này tương tự, cái gói này là chúng ta hiệu chỉnh khi cây bút về pH 4.0 là độ sát 4.0, độ chính xác 4.0. Còn này là độ chính xác 6.86 ở nhiệt độ 25 độ C. 25 nhiệt độ C hoặc nhiệt độ thường cũng được. Thì 250ml. Đây, tôi đổ cái mẫu này đi. Nữa, chúng ta rất là dễ. Cái chai nước này 500ml thì chúng ta lấy nửa chai là 250ml. Và chúng ta dùng gói dung dịch nào cũng được. 4.0 hoặc 6.86. Đây 4.01. Chúng ta lấy gói 4.01 đi. Rồi chúng ta đổ vào, chúng ta khuấy đều nó lên.
để cho nó tan cái dung dịch này. Khuấy cho nó tan hết cái dung dịch này và chúng ta hiệu chỉnh nó mới chính xác được. Rồi, dung dịch đã tan thì chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta cắm cây bút này vào. Đó, con số nó đang có sự sai lệch là 4.03. Xin lỗi, 4.3 thì chúng ta cần hiệu chỉnh về 4.01 cho nó chính xác. Đây, chúng ta quay ra phía sau này. Đốt cây vít này chúng ta hiệu chỉnh. Chúng ta vừa hiệu chỉnh vừa xem cái số trên cái bút. Nè. .01 thì chúng ta làm tròn 4.0 là được. Đó. Như vậy là chúng ta đã hiệu chỉnh xong cái pH của cái bút này về độ chính xác. Thì cái này chúng ta cần hiệu chỉnh mà sau cái thời gian dài sử dụng cái độ pH nó sẽ bị sai lệch nên chúng ta mới cần chỉnh lại. Thì khi mà các bạn mua về thì các bạn có thể sử dụng luôn mà không cần phải hiệu chỉnh nữa. Này nó có độ chính xác nhất định rồi. Đó, trên bảng hướng dẫn nó để là 6.86. À, người ta đã điều chỉnh theo cái con số này rồi. Thì nếu các bạn mà có nhu cầu mua bút về để kiểm tra chất lượng nguồn nước và có phương án xử lý cho cái nước mình nó đạt cái yêu cầu sử dụng thì các bạn nên mua cái bút đo pH, hoặc nếu các bạn chưa tìm được chỗ mua thì có thể liên hệ cho tôi. Tôi có để số điện thoại ở dưới phần mô tả, các bạn liên hệ chúng tôi cung cấp linh kiện và hướng dẫn cho các bạn sử dụng. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp một số bút đo các chỉ tiêu khác như bút đo TDS, đo nhiệt độ và một số chỉ tiêu khác. Nếu các bạn có nhu cầu thì nhắn tin Zalo cho tôi sẽ gửi mẫu cho các bạn tham khảo. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái bút đo TDS này, nó cũng là một chỉ tiêu khá quan trọng trong nước. Tạm biệt, gặp lại ở video sau.